Xin chào các bạn. Hiện tại thì ngày hôm nay chú mình và mình đang làm lồng cho khách. Đấy, mình thì đi làm thì chú ở nhà chú làm. Đấy, lồng là lồng nhà mình. Đấy, mình quay cho các bạn xem một chút này. Thứ nhất là làm lồng lụi. Thế vì sao mà mình phải buộc như thế này? Chú mình buộc và chú mình buộc vào cái cây này và như thế này. Và là nhỏ keo vào. Đấy, và nhỏ keo vào này là làm lộng lụi. Cái kỹ thuật này thì mình cũng chia sẻ một chút cho các bạn thôi. Đấy, đây là mình làm lồng, mình cho các bạn tiết lộ một chút gọi là cái kinh nghiệm nha các bạn nhé. Của nhà làm thôi. Đấy, nhà mình làm thì nó không như các cái hàng chợ các bạn ạ. Hiện tại thì các bạn biết vì sao mà mình lại nhỏ keo vào cái chỗ mình buộc vào là xong mình nhỏ keo vào cái thanh này không? Thứ nhất là không phải nó vỡ. Đấy. Không phải nó vỡ đâu các bạn nhé. Các bạn nhìn này, vẫn nguyên si đàng hoàng luôn. Đấy, nhưng mà vì sao? Có nghĩa là nhà mình làm là làm các cái lồng này nó không thể vội được các bạn ạ. Nếu như mà các bạn mà mình làm ok, một ngày có thể xong được một cái lồng luôn. Thế nhưng mà có nghĩa là như nào? Vanh mình sẽ coi như là làm rất là ẩu. Đấy. Mà các bạn nên nhớ là như này. Khi nhà mình làm lồng ấy các bạn ạ, làm chữ T hay là cái chỗ vanh này này, mình phải uốn. Và hai nữa là mình chỉ làm xong, mình làm cái khung lên. Và mình vì sao nó lâu thế? Bởi vì là mình phải làm như thế là để sao? Nó giữ được các cái mối các bạn ạ. Ví dụ như kiểu là làm keo này vừa mình mới nhỏ xong, hoặc là mình gắn vào các cái hình chữ T này và mình buộc như thế này, nhưng mà mình phải để nửa ngày sau mình mới coi như là mình lại quay mình làm tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì là mình uốn vanh và các cái khung kia cái thứ nó phải gắn để cho nó không bị bung ra các bạn ạ. Đấy, ví dụ như kiểu lồng đơn giản luôn là mình uốn các cái vanh này mình lắp vào luôn đấy, và mình đan lưới luôn cho khách. Đấy thì xong mình nhỏ keo vào. Đấy thì nó rất là nhanh. Thế nhưng mà nhà mình không làm thế các bạn ạ, mà mình làm vanh xong mình phải để nó khoảng độ nửa ngày sau mình mới làm tiếp, bởi vì các cái mối của nó sẽ không bị bóc tách nữa. Mà nếu mà bởi vì là sao? Khi làm xong ấy thì là các cái thời gian nó sẽ bóc tách hẳn ra. Đấy, nó sẽ bóc tách hẳn ra và nó bị vênh vẹo luôn các bạn ạ. Nó không giữ được các cái khung như này. Đấy, ví dụ như kiểu là cái này mình đã uốn rồi nhưng mà mình vẫn phải buộc cái này, buộc vanh vào và mình không tháo ra. Đây này, khi làm rồi là nó đã uốn được như này rồi, chứ còn các ông về các ông chỉ ép bắt các ông cắm vào luôn với xong về sau là nó sẽ bị gọi là cái này nó sẽ nhả ra các cái chỗ vanh viết vòng tròn này, nó sẽ nhả ra và nó sẽ không được bền đẹp. Đấy, và nó đã, nếu như mà mình làm ấy, mình buộc thế này rồi mà mình thả ra nó không bung nữa thì nó lúc đấy nó đã vào nếp rồi. Nó nếp của mình rồi và nó sẽ không bị bung ra nữa. Chứ còn khi các ông uốn vắt là nó bị ép thế xong, thế là nó sẽ bị nổ các cái chỗ đoạn này. Nổ vanh, gọi là nổ vanh đấy các bạn ạ. Đấy, nó không, của nhà mình không bị nổ nữa này. Đấy, nếu như nó đã nổ thì nổ sẵn rồi. Chứ còn nếu mà nó không nổ thì nó không nổ nữa. Đấy, đây như cái, là bây giờ bỏ dây ra rồi nó vẫn nguyên si mẫu này và nó không bị nổ cái vanh nữa. Đấy, thì lên là nhà mình mới làm như thế. Thế trước khi mình hôm nay mình bật cái mí này thì là mình cũng quay vào cái lồng cu gáy của nhà mình, lồng bẫy cu gáy. Thế toàn bộ là làm bằng tre các bạn nhé, làm bằng tre và vanh canh châu thì mình sẽ chuyển lên cho khách. Đấy, còn bây giờ là mình sẽ vào mình quay cho các bạn cái lồng bẫy cu gáy của nhà mình. Đấy, làm toàn bộ bằng nan tre già và vanh canh châu nhá cho các bạn xem. Và sẽ chuyển đi cho một anh khách. Ok. Hello. Các bạn ạ, hiện tại thì vừa nãy là mình quay cái quy trình mà làm lồng mà làm thế nào để mình giải thích là vì sao mấy ngày mình xong một cái lồng đấy. Bởi vì mình phải uốn theo để cho nó vào khuôn và khung đã, chứ mình không làm ngay. Đấy, làm ngay thì đến lúc là nó bị nổ vanh hay là như nào đấy, nhưng anh em mua hàng chợ về là nổ cái bếp ngay. Nhưng mà mình cũng đã hứa là hôm nay là nói về cái chiếc lồng cu gáy của mình và cách sử dụng chiếc lồng cu gáy nhá. Thôi anh đi vào đây
Ngoan nhá. Đấy, đây là bạn ơi, đây là con chó này là phải nuôi nhà để trong nhà cho mình đấy, trong nhà trông chim cho mình đấy. Đấy, con lên thả ra đấy. Đấy. Đây các bạn, đây là cái lồng cu gáy của mình. Ồ, lồng bẫy cu à? Lần đầu tiên nhìn thấy. Đây. Hôm nay ông anh mình mới nhìn thấy, còn mọi khi là mình lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Đấy. Đây thứ nhất là sử dụng lồng của khách à? Của khách à? Đây là lồng cu gáy của khách. Và cảm ơn anh Nam. Anh Nam này là người ở Bình Dương các bạn ạ. Bình Dương hay gì đấy, mình nhớ là ở cái xưởng gỗ gì đấy, mình không nhớ ở trong Zalo. Nhưng mà tí nữa là mình mua thùng xốp kìa. Anh nhìn thùng xốp kìa. À, đấy, đây, đây. Anh em nhìn thùng xốp. Đấy là chuẩn bị bay. Mình cho hàng vào đấy và mình gửi cho anh ấy. Và hôm nay mình sử dụng dạy anh luôn nhá. Anh ngồi sát xuống đây cho em ạ. Rồi, vẫn nào. À, thứ nhất là sử dụng lồng cu gáy này. Thứ nhất là nó không như lợi khác. Có nghĩa là em làm cái lợi như này, anh nhớ quay sát lợi đây này. Lợi này. Bây giờ đặt lên trên cái chỗ này đi. Đặt lên đây đi. Xong em đứng ở bên trong này. Em đứng ở bên trong đi. Em test thử cho mọi người. Đây. Không rồi, anh ngồi xuống dưới thấp quá chả nhìn thấy em. Đấy. Đây, thứ nhất là đây là, ví dụ là em đặt ở trên cái thùng ghế của em. Thứ nhất là nó có cái lẫy ở đây này anh em này. Cái lẫy này này. Đấy. Là cách sử dụng chiếc lồng cô gái. Khi anh em muốn đánh chim thì anh em phải giơ cái này lên này. Đấy. Và cài cái này xuống đây. Cài ra ngoài. Đấy, cài ra ngoài. Đấy, ra ngoài để nó giữ cái lẫy này này. Đấy. Và ở đây mình đã có cái lẫy ở trong, là có cái ứng ở trong đây. Lẫy này này. Mình mới cho nó vào cái lẫy này, nó cũng không khác gì đấy. Xong khi mà cái thế này rất lỏng đúng không? Khi mình thả ra cái thì có nghĩa là nó sẽ căng đúng không? Nó căng, nó giữ. Các anh em mình muốn mà coi như là muốn độ nhạy hay là như thế nào, ví dụ nhạy thì cho thấp xuống. Thì cho thấp xuống như này. Còn muốn độ nó bậy đấu thì cho nó cao thêm một chút. Nữa thì ví dụ anh em vào xem thì nó vẫn còn đấu. Test thử cho anh em phát đấu nhau đúng không? Đấy. Chúng kiếm thì test thử cho anh em phát. Đây. Đấy. Thế này là đây, đây đi. Con cu chắc nó bằng cái này đấy. Đấy thì đây là để em ném xuống nhá. Đấy. Sử dụng như thế. Đây, ví dụ muốn cao thì muốn tăng giảm thì lên thế này. Đấy. Quá đơn giản nhỉ. Quá đơn giản thôi. Đây. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, thì là lồng cu là sử dụng là như thế. Với đây là cách bẫy nhá, cách anh em bẫy. Đây là cái lẫy của nó đây này. Con cu nó vào đây thì nó sẽ bị nhảy 100%. Đấy, thả nó ra là bắt đầu là lưỡi. Cái lồng này của đại ca bao nhiêu? Lồng này thì em lấy là 900 nghìn nhá, anh em nhá. Và mình không bao ship sản phẩm nào cả. Đây. Đấy, 900 nghìn. Đây và đây là tre canh châu. Đây là tre canh châu, làm tre già canh châu thôi. Làm khung tre cũng được nhưng mà khung tre làm cu gáy nó không tốt bằng cái canh châu này. Riêng cái lồng bẫy cu gáy nó phải là làm bằng cái khung canh châu. Cái này không hàng lụi chứ. Đây. Hàng lụi thì thích, anh em thích lan lụi thì có lan lụi thôi. Mà thích làm chỉ có được cái khung này thôi, chứ còn các cái nan này nó vào lồng cu gáy nó không được chắc. Lụi chỉ làm cho lồng trào màu với lồng chòe với mi thôi thì được. Nói chung là đừng có dài quá, lan đừng dài quá đúng không? Rồi. Với hai nữa là hôm nay thứ nhất là cái lồng cu gái của nhà mình là mình sử dụng như này. Thứ nhất là tôi đã hướng dẫn anh em sử dụng cách bẫy. Và thứ hai nữa là để làm sao cho nó gọn. Thứ nhất là anh em là thế này đúng không? Nhiều lúc là treo con cu gái ra nó rất là gọn. Nó rất là chật trội đúng không? Với cả nó bị rộng quá đúng không? Anh em muốn cho nó nhỏ gọn lại nữa mà coi như là tiện cho anh em gấp lên. Thì là anh em đây mình đã làm các cái này rồi. Lồng cu gái của mình bao giờ mình cũng gấp lên như này. Đấy, gấp lên này và mình có cái lẫy cái ngoắc ở đây, cái khóa đây này. Mình khóa vào thế này là để lên thế này. Đấy, xong rồi anh em treo lên tường. Đấy, anh nhìn cho em xem quay lên trên tường này. Gọn. Ví dụ là chất rất là gọn đây. Ví dụ là tường các bạn nó có cái móc đây đúng không? Anh em treo vào con cu gáy vào trong đây thế là xong. Để rất là gọn luôn. Nó phần gấp. Đấy, nó có phần gấp. Còn nếu như mà anh em treo ở đây thì ví dụ là nhà mà không có sao treo thì lại phải treo như thế này. Ví dụ treo ở đây đúng không? Ví dụ thế, đây là có cái móc này. Đấy, đi qua anh em mình rất là vướng luôn. Đấy, đấy là cái độ mà bảo cho anh em như thế. Đấy thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em là cách sử dụng chiếc lồng cu gáy của nhà mình, nó tiện nghi nó như nào. Còn anh em về có thể là lợp lá hay là đấy tùy nhá. Còn nếu như mà bảo mình lợp lá thì mình không lợp đâu. Một là lợp thì sẽ mất thêm tiền. Bởi vì sao? Công mình cũng bỏ ra. Đấy, còn làm như này thôi, anh em về tự lợp lá, tự bọc. Tốt nhất anh em tự lợp. Tốt nhất anh em tự lợp theo cái ý của anh em.
đấy, chứ còn đâu là mình để như thế này. Đấy, lồng cũ gáy đây. Ê, anh em xem cái lồng có, nhà em có cả lồng cũ kìa anh ơi. Lồng cũ này thì mình đã sửa lại rồi nhưng mà không sửa, chưa sửa lại thôi. Thế là lồng cũ này là hôm bác cu đây, cái lồng của mình đây anh ơi. Đấy, nhưng có nghĩa là bảo sao, có nghĩa là người khách ấy, cái bác ấy cho em con cu. Bác ấy đợt trước lấy rồi, bác cho mua con cu, bác thôi bác lấy cái này về nhưng mà không sửa nữa. Bởi vì là nó gắn keo vào đấy, bác ấy bị rơi, bị vỡ cái chỗ này. Đấy, nhưng mà nó vẫn nguyên si, vẫn sử dụng tốt. Đấy, nhưng mà có nhiều là chuột nó đã cắn của bác ấy, là coi như là cái chỗ cái lưỡi này rồi. Đấy, cái lưỡi này là bác cái tháo ra, bác cái hết, nhưng mà vẫn còn tốt đây này. Đấy, đấy bao nhiêu năm, bây giờ mình chỉ cần gọi là thay cái lưỡi vào đây làm cái lưới là xong. Đúng rồi, làm cái lưới là bậy tốt rồi. Đấy, cái này đây, sập đây này, anh ơi, sập đây này. Đấy, nhưng mà khách là họ tháo mất cái này rồi. Cái chỗ lưỡi mà chỗ giữ cái sản phẩm này rồi, bao nhiêu năm vẫn cũng tốt mà. Đấy, thế là mình bây giờ về mình để cái này xong, bao giờ mình đan lưới lại các thứ xong mình làm lại thôi là mình sử dụng. Đấy, người ta vẫn dùng bao nhiêu năm như thế thì cái lồng của nhà mình như thế. Nhưng mà cái lồng của mình đây này, qua cái làm à, khách đặt là làm theo là inox. Còn đây là làm toàn bộ bằng tre. Đấy, anh em xem là ứng nhất là cái tre và cái inox này. Đấy, nó vẫn rất là bền đây này. Đấy, đúng không? Dùng bao nhiêu năm rồi cơ mà, có phải là nó hỏng hóc gì đâu. Đấy, còn riêng cái lồng cô gái thì nó không có móc xoay đâu nha. Nhà mình làm không bao giờ có móc xoay. Nên là đấy, anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ clip này mọi người nhá. Thôi xin chào anh em.